Dạ vâng, một cách nữa là để mọi người ăn khoai ngon hơn và bùi hơn ấy, là khi luộc thì mình để luộc nó xém cháy một chút, nó sẽ rất là bùi. Anh thấy như mẹ anh buổi sáng ấy, mẹ anh buổi sáng hay là luộc khoai ăn ấy. Riêng khoai này mà luộc và ăn vào buổi sáng ấy là rất là tốt cho cái đường tiêu hóa. Dạ đúng rồi ạ, rất là tốt cho sức khỏe. Đúng rồi. Rất là nhiều chất khoáng luôn. Bởi vì 5 cân là 170. Ở trong tất cả các bệnh viện ấy, thì ở cái khoa mà tiêu hóa ấy, các thứ ấy, buổi sáng thì các bác sĩ hay cho cái món khoai lang vào và ăn buổi sáng ấy. Nên là ăn khoai lang cũng là... Rồi, cái này là gần hết rồi, mọi người mình bỏ vào giỏ hàng nhá. Mọi người tranh thủ thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Ớt này. Ớt à? Ớt nhà em thôi ạ. Ớt ạ. Còn ớt nhà em thôi ạ. Khoan từ từ anh em ơi. Đây, nhưng mà ăn ớt cay thì ăn được không? Không, ớt này không cay, ớt trái cây, sweet palermo. Cái này ăn như một loại trái cây, quên cho em ạ. Không cay nha mọi người ơi, cái này là ớt trái cây nha mọi người. Nghĩa là mọi người có thể ăn như một loại trái cây luôn, hoặc là mọi người có thể sơ chế làm salad cho em cũng được. Ấy, hôm qua là anh và đến công ty anh bảo ông nào là dở hơi ông nó được cái giả đến đây. Ớt trái cây nha mọi người. Ớt nhựa. Ớt này nhà em không cay không hăng, hương vị giòn ngọt mọng nước cho mọi người ăn. Dạ vâng ạ, ghim lại sản phẩm của em với nha mọi người. Hiện tại thì dòng này nhà em đang có 2 combo ạ. Cái gì chấm ấy? Nhưng mà cảm giác gọi nó là quả ớt nhưng mà mình cảm giác vẫn sợ sợ đấy. Nhưng mà để ớt ra thì đấy à? Tính ớt ra thì quay lại xong nhá. Lỗi à? Dạ vâng. Thế em để một tí anh lên sau nhá. Rồi cho anh ký nhá. À, ghế cao quá. Em gửi ạ. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Ok. Ngồi vào đây. Chỉ cần em có mặt ở đây là em vui rồi. Hôm nay hài lắm. Dạ. Bé mô hôm nay đến đây làm gì đây? Dạ, hôm nay bé mô sẽ đại diện cho Yến Highland. Ai. Dạ. Để mang tới các chị mấy điều ngon ngon, xịn xịn. Dạ, và gần cái đó là cái lý do đầu tiên của em thôi. Lý do thứ hai của em là em biết là... Đúng không? Không, em gặp hết mọi người. Em gặp hết mọi người, ai em cũng gặp hết. Ok. Dạ, mà được đứng kế thì em vui hơn. Từ lúc mà em mà đứng cạnh anh mà tự nhiên là anh cứ bị run rẩy chân tay. Đấy, đói quá nặng lắm rồi không? Bạn gì đây là Yến? Yến à? Rồi nghe nói này, rồi xem. Thì em mới ra một cái dòng yến mới. Dòng này sẽ là dòng yến dành cho mẹ mang thai có thể sử dụng được. Dạ. Lên này trước. Mình lên này trước hả? Dạ. Trong set 6 của em thì sẽ chưa có yến của mẹ bầu. Mà yến mẹ bầu sẽ là một dòng yến mà bọn em sẽ có set riêng. Set 6 ngày hôm nay thì sẽ có deal là ngoài giảm giá và deal của sàn ra thì sẽ có được tặng thêm một hũ riêng và một túi ạ. Để em hỏi thử cho mọi người xem. Đâu cái túi đâu? Dạ em biết là 510 nay còn 318 ạ. 318 nên là giá bao nhiêu? Set 6 bao nhiêu lọ nhỉ em nhỉ? Set 6 mít vỉ đúng không? Là 510, 510 mà bây giờ còn 318 thôi. Mua 6 được 7 ạ. Rồi, mua 6 được 7 nha mọi người. À, đây em làm gì đây? Cái này là để làm gì nhỉ? Em sẽ thử cho mình xem là yến bên em nó sẽ có sỏi như thế nào ạ. Và có đúng chuẩn là 70% là yến không? Đấy thấy không? Nước nhỏ ra rất là ít. Dôm, à nhầm, cái này không có dôm em. Phải đưa dôm vào đây. Đưa không phải như đấy không? Món anh sử dụng một quen rồi. Dôm. Đấy, rồi em vừa mới nói này. Dạ. Thì như mọi người thường hay thấy á, là những cái sản phẩm yến bên ngoài mà các chị em mình rất là lo lắng một cái điều á, khi mà mình bỏ ra mình sẽ thấy là nước khá là nhiều. Đúng rồi. Và trong đó sẽ còn đôi khi mình sẽ có thêm cả là gọi là tuyết yến của mình. Thì bên em sẽ không có thành phần đó. Thì bên em sẽ bao gồm chỉ là sẽ là sợi yến nguyên chất cho mình luôn. Đúng rồi. Và sẽ tới 70% lần. Đây, còn mọi người thấy nước nó nhỏ ra rất là ít luôn. Và từng sợi. Và đây là thật sự là em đã
ăn rất nhiều yến rồi. Nhưng mà đối với yến Highland để em để bay ra từ Hồ Chí Minh em bay ra Hà Nội để em livestream cho yến Highland, bởi vì đó, khi mà em ăn thử yến Highland và cái chất lượng của yến Highland là nó sẽ nằm ở một tầm cao khác. Dạ và yến Highland của em thì cũng đạt tiêu chuẩn để xuất khẩu, nhưng mà yến Highland thì nói không với xuất khẩu bởi vì là mong muốn là yến đảo Highland thì sẽ đủ để phục vụ cho người dân của Việt Nam mà thôi ạ. À, có nghĩa là đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu nhưng mà không xuất khẩu, đấy là để phục vụ bà con Việt Nam đấy. Giống như là mình cái gì tốt mình để nhà mình ăn trước, đúng rồi. Yến chuẩn, yến đảo, cái gì tốt thì mình cứ cho nhà mình ăn trước. Dạ, cái gì tốt mình cứ để nhà. Cái này hôm anh được hãng kỷ niệm cho một thùng, không ăn được ghế đâu, phải xúc. Đạt quá đạt. Đấy, phải xúc. Chứ như bình thường là cho vào hút hết luôn, loại khác thì mình nút luôn. Nếu mà bình thường mọi người ăn vào thì chỉ cần ực một hơi thôi là nó hết rồi. Như vậy nó không ăn luôn. Em này là mình sẽ ăn từ từ và mình cảm nhận được cái vị của vị yến luôn. Và các anh mình sẽ ăn, mình thấy là em có một cái tip em hay ăn cái này á, là khi mà em ăn á, là thường á, là cái sợi nó sẽ nằm ở trong cái quan miệng của mình mà mình ăn và mình sẽ cảm thấy là nó sẽ tan ra, và lúc đó nhìn cảm giác giống như là nó sẽ dịu nhẹ, nó mát cái thân mình. Ôi mát cái người của mình. Em ăn là sao cầu kỳ ấy nhỉ? Thế mà em không nói sớm, từ bây giờ bọn anh còn nói chừng. Anh cứ nói lủng. Bọn anh còn cho mồm trong nốt luôn. Em nghĩ là mát là do anh bỏ lạnh đúng không? Anh cảm nhận được mát xuống thanh quả thôi mà. Nó sẽ mát dần xuống em. Mình cứ bỏ vào hỏng là bỏ nút luôn. Em ăn vị gì đấy? Vị đâu? Đây là vị đường phèn ạ. À, đường phèn. Đây là anh này ăn vị nhân sâm, tổng là có bao nhiêu vị trong cái set đấy nhỉ? Hiện tại thì bọn em đang có 10 vị ạ, nhưng mà có thêm một vị nữa là vị cho mẹ bầu. Thì tí nữa bọn em sẽ giới thiệu sau. Yến của nhà em thì có thể phù hợp với mọi lứa tuổi, từ 1 tuổi trở lên là có thể sử dụng. À đây này, có rất là nhiều. Cái gì đây? Quả set 10. Set 10 à? Set 6. Nó cũng vẫn là cái yến này lúc đó là chỉ khác nhau là set 6 và bây giờ là set 10 nhá. Đây từ từ để qua để đọc là cái gì đây. Tam vị này. Đấy. Tam vị rồi hạt chia. Hạt chia này. Saffron này. Yến kít ạ. Yến kít này. Rồi. Yến dành cho trẻ em từ 1 tuổi trở lên ạ. Còn đây là yến trưng hạt sen. Đây là yến trưng 10 vị. Đây là trong set 10 đúng không? Đúng rồi, set 10 mình có quà gì nhỉ? Có đưa quà gì đến đây nhỉ? Chắc chắn là có ạ. Set 10 ngày hôm nay của bọn em thì sẽ có được tặng thêm 2 hũ ạ. Và được tặng thêm 1 túi. Mua 10 là được 12. Ngoài giảm giá và free ship ra thì sẽ được tặng thêm 2 hũ là tổng 12. À đây, như này là thành ngày được đúng không? Đấy. Thì về vị thì mọi người có thể lựa chọn được vị ạ. Lựa chọn được vị là như nào? Đúng rồi, tại vì là sẽ có những người mà cần phải ăn kiêng hay ăn kiêng hay là bị các bệnh liên quan tới tiểu đường hay là đường huyết thì bọn em cũng có sản xuất thêm những cái vị như là vị dành riêng cho những người ăn kiêng. Thì những người ăn kiêng thì có thể hoàn toàn là lựa chọn. Nhưng mà xét trong giỏ hàng đấy là 9550 mà bây giờ cũng còn 5547 thôi. Vâng ạ, 547 là mua 10 lọ. Mua 10 được 12. Đúng rồi. À ok. Và cái em này tụi em sẽ có là mix vị cho các anh chị. Nếu mà các anh chị nào mình thích rồi trải nghiệm hết các dòng yến của Highland á, mình có thể chọn mix vị. Còn nếu mà những anh chị nào mình đã có cái mình đã sử dụng qua rồi và mình đã yêu thích một cái sản phẩm yến của Highland rồi, mình có thể chọn riêng mẫu đó thôi. Về trẻ em á, mình sẽ có cả yến kit luôn cho các bé. Và khi mà những trẻ mà dưới 12 tuổi thì các bạn chỉ cần là mình loại trừ ra là những sâm với lại đông trùng thôi, thì còn lại mình có thể sử dụng hết. Đó, rất là dễ ăn. Và cái vị mà em cảm nhận là đó, đối với em á, em là ăn yến là em gần như ăn mỗi ngày để em mới giữ được cái sức khỏe, thì á em thường em thích ăn là đông trùng. À, ăn đông trùng không? Dạ. Em là đi live kim nhiều đúng không? Dạ, đúng rồi. Kiệt sức. Em thì con gái nên là em thích saffron, tại vì nó sẽ có tác dụng là nó giống như là một loại mỹ phẩm để làm đẹp luôn ấy. Còn anh thì anh thích đủ thứ, anh là con trai anh thích tất cả. Anh con trai thích đủ thứ, cái gì anh cũng mix vào được hết. Vậy là hiến nên chọn mix vị. Nếu mà những anh chị nào mà trên đây là anh chị nếu thích đủ thứ thì anh chị cứ việc chọn mix vị dùm em. Mix vị hết. Dạ. Đây mix vị. Có thể một ngày có thể là tầm 10 vị này là cũng chơi được hết. Trước khi bán nhãn hàng. À đúng rồi, gửi cho gần chục thùng. Sorry nhãn hàng nhá. Thì
người ta nhãn hàng mới gửi đến hình như là đâu là 6 gần chục gần chục hộp ở nhà em hai thùng này, nhà Hoàng hai thùng mình với anh Hoàng đi chọn mấy cái đồ công ty cái mà đá bắt 10 lọ đi luôn. Nhà anh hai thùng này, không biết là ở hôm qua nhà hai thùng đưa lại đến tận nơi để anh đấy ở công ty để ở công ty một thùng hôm trước hôm sau không còn đâu không, không còn đâu vào mua cái lọ không anh yên tâm, riêng anh với cả anh Linh là nhãn hàng đã có quyết định là sẽ phi tất cả đâu ngại lắm bọn anh không 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 kỳ bọn anh không, nói thế thôi chứ anh ăn suốt đời luôn quê bà với gì uống cả ngày thôi cứ hết là được cứ hết là được bơm cái nhãn hàng mà liều cái gì anh ơi xin thằng anh làm được anh nha. Cho nên là mình tụi em đến đây là vui chơi là chính thôi. Dạ. Anh biết, anh dạ biết. Mình cứ việc là mình cứ đem hết gì cũng được. Dạ, mình không thích gì mình cứ đem gì hết giùm em. Dạ. Và các chị em mình ở hiện tại á là brand Yến Highland của nhà em á sẽ là tập đoàn, là một tập đoàn luôn, và kèm theo đó là brand của nhà em á sẽ là hợp tác xã Yến. Vì thế á là cái chất lượng Yến của bên Highland sẽ là chất lượng nó sẽ khá là ok là. Và kèm theo đó ở trên thị trường hiện tại sẽ có rất là nhiều về yến và yến hũ như thế này. Thì nếu mà yến hũ như vậy các bạn sẽ thường hay thấy là ở dạng là 20% 50%. Đúng rồi, đúng rồi. Anh lúc hôm mấy ngạc nhiên mà anh yến là quá nhiều luôn. Mình bảo yến quá nhiều luôn, trăm mình giật mình. Lời lái làm gì có nữa. Dạ. 70% thì khi mà mình sử dụng cái em này thì gần như là một lần mình dùng em này là sẽ bằng 1/2 mình sử dụng cái em khác. Dạ. Cho nên là mình sẽ dùng nó sẽ nhiều hơn, cái hiệu quả nó sẽ nhanh hơn. Bình thường là mình thấy giá ở ngoài thị trường kiểu là người ta yến cũng phần 5 yến thôi, nhưng mà giá thành cũng cũng cao đấy. Mà nhà mình là 70% yến mà giá lại ở trong này đã có này trẻ con chưa đúng không? Dạ có trẻ con. Hay là nhiều khi trẻ con đấy à? À trẻ con thì là khi rồi. Tác dụng của yến trẻ con yến kit ấy thì sẽ giúp cho trẻ em ăn nhiều hơn để ngủ ngon hơn và tăng trưởng chiều cao. Bên cạnh đó thì cũng giúp kích thích trí thông minh cùng với cả là cái sự hoạt bát của trẻ nhỏ ạ. Thế thằng Lôi ngày này 10 lọ. Lôi sẽ không đếm từ 1 2 3 5 nữa mà là sẽ có 4 ở trong đây. Rồi. Hiện tại là đang ghim combo set là 10 hũ đúng không? Khi mà người mua 10 hũ thì sẽ được tặng kèm thêm 2 hũ nữa là 12 hũ. Và giá hiện tại bây giờ là đang là 900 giá niêm yết là 950 và bây giờ còn 564-65 thôi trong phiên live ngày hôm nay. Nếu mà bình thường mình bán làm gì có 556 đúng không? 556 đúng không? Mà là voucher nhiều đấy. Còn được tặng còn thêm 2 hũ là tương đương là 130.000 đấy. Ui, 2 hũ tương đương là 130.000. Thông minh chưa? Thông minh chưa? Đếm đi. Đếm có 4 chưa? Đếm đi. Bao nhiêu ngón tay đây?